nhu cầu sử dụng internet cho học tập làm việc giải trí kinh doanh và kết nối các thiết bị của người dùng việt đang ngày càng tăng lên do vậy nhiều nhà mạng trong nước đang thay đổi chiến lược dục dịch điều chỉnh băng thông nhằm tạo lợi thế cạnh tranh gia tăng trải nghiệm và tìm cách đáp ứng nhu cầu chưa được thỏa mãn của khách hàng trong 2 tháng cuối năm, hai nhà mạng Viettel và VNPT đã có điều chỉnh băng thông cho khách hàng sử dụng dịch vụ cáp quang. Băng thông gói cước Internet sau điều chỉnh của các nhà mạng này hiện ở mức từ 100 MB trở lên với Viettel và 80 MB với VNPT. Tuy tăng băng thông, cả hai nhà mạng này đều giữ nguyên và không tăng giá gói cước. Mới đây, FPT Telecom cũng cho biết sẽ để người dùng Internet có thể trải nghiệm dịch vụ với băng thông tối thiểu 150 MB và thậm chí có gói cước không giới hạn băng thông. Theo đánh giá, băng thông cố định tại Việt Nam đã tăng 17,18% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn trung bình thế giới. Đối với internet di động, tốc độ băng thông di động tại Việt Nam hiện đạt 39,59 MB. Tốc độ internet di động tại nước ta đã tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn trung bình thế giới. Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các nhà mạng cải thiện hạ tầng số trong nước với việc xóa các vùng lõm sóng nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng smartphone và hộ gia đình có đường truyền cáp quang internet